Hello, chào các anh em, chào mừng các mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top 10 chai nước hoa mà các anh em có thể sử dụng khi mà đi làm. Mình thấy rằng có một số các anh em cũng thường hay comment bảo mình rằng anh ấy giới thiệu một vài chai nước hoa để sử dụng đi làm đi. Và trong video của mình ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em 10 chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo khi mà chúng ta đi làm. Ok, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến ở đây là một sản phẩm của nhà Cao Lang và nó có tên là L'Homme Ideal Cologne. Đây là một mùi hương của hạnh nhân nhưng rất là dễ chịu. Khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này đi làm thì điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ không bị đụng hàng với Dior Sauvage, với một vài những mùi hương quốc dân như Bleu de Chanel, mà chúng ta sẽ là một sự độc đáo rất là thú vị, nam tính nữa. Thì mình nghĩ rằng L'Homme Ideal Cologne là một cái sự lựa chọn thú vị khi mà chúng ta đi làm, đó ở vị trí số 10. Ở vị trí số 9 đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani Acqua di Gio. Có thể nói rằng đây là mùi hương đã rất là cũ rồi, nó không có một cái gì mới mẻ. Thế nhưng khi mà chúng ta đi làm chẳng hạn, thì cái mùi hương nào mà nó nhẹ nhàng trong cái nóng lực của mùa hè, trong những cái nhiệt độ của máy móc, thì Acqua di Gio mình nghĩ rằng vẫn luôn luôn là một sự lựa chọn thú vị. Ở vị trí số 8, một sản phẩm của nhà Chanel và nó có tên là Ergoste. Mình không biết là mình nói có đúng không. Đây là cái mùi hương như thế nào? Khi mà chúng ta làm CEO, chúng ta làm manager, mà cái mùi hương nó thể hiện cái đẳng cấp đấy của chúng ta, thì sản phẩm của nhà Chanel này rất là thích hợp. Nó thật là bản thân sếp của mình cũng là người sử dụng mùi hương của sản phẩm này, và nó mỗi lần mình ngửi nó thật là mình cảm thấy đúng chất sếp luôn, đúng chất big boss. Vậy do vậy nếu mà các anh em nào mà chuẩn bị được thăng chức trong thời gian tới đây thì Chanel Ergoste là một cái sản phẩm mà các anh em nên tham khảo đó. Ở vị trí số 7 là một sản phẩm của nhà Creed Aventus. Ở đây thì mình đang cứ nhặt theo thứ tự nhé, chứ không phải là bảng xếp hạng, cho nên nhiều các anh em ngạc nhiên bảo là tại sao Creed lại không phải là vị trí số 1. Mà đây mình đang nhặt theo cái thứ tự, còn 10 với 1 đối với mình đều là giống nhau hết. Creed hiện nay thì nó đang bị một cái rất là dở, đó là nhiều batch và cái hiệu năng của mùi của nó thì cũng rất là khá là tệ. Nhưng bỏ qua vấn đề hiệu năng mùi, mà chúng ta cần được cái mùi hương sang trọng, nam tính và đúng chất là dân văn phòng, thì Creed Aventus không thể bỏ qua được sản phẩm của nhà Creed này đó. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà Hermès và nó có tên là Terre d'Hermès. Luôn luôn là một trong những best choice dành cho cánh đàn ông của chúng ta. Trên trang Basenote thì Terre d'Hermès được xếp vào ở vị trí số 1 trong 500 chai nước hoa hiện đại phổ biến nhất. Thì điều đó cũng có thể hiểu rằng cái hiệu năng của mùi, cái độ thu hút mùi của sản phẩm của nhà Hermès nó như thế nào. Do vậy chắc chắn là trong top 10 chai nước hoa dành cho văn phòng thì không thể thiếu sản phẩm này đó. Ở vị trí số 6 là sản phẩm của nhà Prada và nó có tên là Prada L'Homme. Nếu như các anh em nào ưa thích một cái mùi hương nó sạch sẽ, nó nhẹ nhàng, thì Prada L'Homme chính là cái kiểu dạng mùi hương như thế, với cái tông của hoa diên vĩ, một chút hơi phấn phấn, sạch sẽ khi mà ngửi, cộng thêm hiệu năng mùi rất là tốt nữa, thì Prada L'Homme sẽ là một trong những sự lựa chọn cho mùi hương của văn phòng đó. Vị trí số 4 là sản phẩm của nhà Acqua di Parma và nó có tên là Fico di Amalfi. Một cái mùi hương của sung rất là độc đáo, không đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa đang bán phổ biến ở thị trường hiện tại. Chứ mình không dám nói là trên thế giới, nhưng ở thị trường của chúng ta và những chai phổ thông hay bán ấy, thì gần như là không có cái tông mùi nào giống như chai nước hoa này. Mùi hương rất là nhẹ nhàng, nhưng mà có một cái điều bởi vì nó là một chai nước hoa thuần citrus, cho nên về cái hiệu năng mùi của nó thì không phải là tệ, thế nhưng cũng không phải là quá xuất sắc, và đấy là một cái điểm khá đáng tiếc. Còn lại về mùi hương mà dành cho văn phòng thì Acqua di Parma Fico di Amalfi cũng rất là thú vị.
Vị trí số 3 đấy là một sản phẩm của Chanel và là có tên là Album Sport All Extreme. Luôn luôn là một cái sự lựa chọn ưng của mình. Bất cứ khi nào mình cảm thấy ngày hôm nay mình không biết xịt chai nước hoa nào cả, mình không biết nên chọn mùi hương nào, thì Album Sport All Extreme là cái sản phẩm mình sẽ sử dụng. Ngọt nhẹ, bám tốt, tỏa tốt. Nghĩa là khi mà chúng ta cần một cái mùi hương nó đa dụng, nó không bị sợ bị mọi người chê bai, thì chai nước hoa này luôn luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu. Ở vị trí số 2 là một sản phẩm của nhà Lush và nó có tên là Dirty. Mùi hương của bạc hà. Bình thường thật ra nếu mà trong mùa hè mà chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta xịt cái mùi này thì nó hơi nồng. Nhưng ở trong môi trường văn phòng và cái nữa là có điều hòa thì cái mùi bạc hà nó tỏa ra nó gây một cái cảm giác, một cái cảm giác rất là dễ chịu cho bản thân mình và cho mọi người khi mà ngửi. Bởi vì nó mát mà, bạc hà nó mát, cộng thêm với cái không khí của điều hòa trong cái phòng đấy nó mát mẻ thì ngửi cảm giác nó rất là thư thái. Đó, Lush Dirty. Và cuối cùng là sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent. Chai nước hoa này với nốt tiêu biểu đó là gừng. Và trong mình, theo như mình nhớ là trong các ở bển, trong những cái list những cái chai nước hoa dành cho văn phòng thì Yves Saint Laurent luôn 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 được nhắc đến. Một cái mùi hương cực kỳ thích hợp dành cho văn phòng, cộng thêm hiệu năng mùi hơi bị kém, không quá tệ thế nhưng cũng không phải là xuất sắc. Thì nếu mà chúng ta sử dụng chai nước hoa này, mình nghĩ rằng sẽ phải thêm ống chiết thì mới có thể đảm bảo đủ được hiệu năng của mùi. Còn lại với mùi hương thì mình nghĩ rằng nó rất thích hợp sử dụng cho văn phòng. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 10 chai nước hoa sử dụng cho văn phòng. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.